Một dự án DeFi mang tên là Lori Finance sẽ được mở bán vào ngày 10 tháng 4. Đây là một dự án phi tập trung chắc chắn bạn không thể bỏ qua trong tháng 4 này. Thông tin chi tiết về dự án cũng như là các cách thức tham gia chương trình Launchpad để có suất mua sớm token như thế nào thì trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tham gia ha. Thì ở thời điểm hiện tại á, Lori Finance đang có cái chương trình Airdrop, các bạn có thể tham gia Airdrop để nhận được những cái phần thưởng ha. Ở đây các bạn bấm vào đây nè, thì nó đến cái trang Airdrop. Thì cái chương trình Airdrop này nó sẽ kết thúc vào ngày 26 tháng 5. Cho nên là chúng ta vẫn còn rất là nhiều thời gian để chúng ta tham gia ha. Sẽ có là 2.000 token phân phát cho những người chiến thắng. Và nó sẽ chia ra là 100 người chiến thắng ha các bạn. Ở đây thì đơn giản lắm, các bạn chỉ cần thực hiện những cái bước như là theo dõi Twitter rồi post bài, cũng như là theo dõi những cái trang social. Và đặc biệt là các bạn cần phải dán cái ví của các bạn ha. Ở đây thì các bạn có thể dán một trong hai cái địa chỉ ví, đó là ví mạng Ethereum và mạng BTC ha, một trong hai thôi. Và lưu ý đó là các bạn cần phải điền cái thông tin của Telegram của các bạn ha. Khi mà các bạn chiến thắng á thì họ sẽ checking xem là các bạn có làm đúng hay không, đúng á thì các bạn mới nhận được những cái phần thưởng ha. Và ở đây sẽ là 2.000 token chia đều cho 100 người ha các bạn. Giá IDO á là 0.8 đô la cho một token ha các bạn. Token mang tên là GLR, hơi khó đọc một xíu ha, thì nó viết tắt của Lori Finance đó các bạn. Mình sẽ đọc token là Lori Finance cho nó dễ ha. Rồi, cái thứ hai nữa đó là cái thông tin về White Paper. Đây là cái trang giới thiệu về dự án Lori Finance. Nếu như mà các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về dự án, các bạn có thể xem ở cái trang White Paper này ha. Rồi, đây là trang chủ của dự án Lori Finance. Đây là một ví điện tử, một sàn phi tập trung, nơi mà các bạn có thể trao đổi giao dịch và mua bán token một cách đơn giản thông qua một cái ví thôi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ dịch ra tiếng Việt cho các bạn dễ hơn ha. Đó, đây là trang chủ của Lori Finance với địa chỉ là lorifinance.io. Thì có 3 cái chúng ta cần quan tâm tới Lori Finance đó. Thứ nhất là đây là một sàn DeFi. DeFi đó là tài chính phi tập trung, tức là sàn họ sẽ không có nắm tiền của các bạn ha. Tiền của bạn đổ vào thì bạn dùng để giao dịch và mua bán với nhau. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể mua bán và trao đổi crypto ở trên Lori Finance, và các bạn có thể mở những cái dịch vụ tài chính ở trên đây ha, hoặc là các bạn có thể liên kết những cái dịch vụ tài chính ở trên đây. Rồi, những cái tính năng nổi bật của Lori Finance, thứ nhất là tài chính vĩ mô DeFi thì mình có nói các bạn ha, đây là cái hình thức là phi tập trung. Rồi, giao diện người dùng trực quan thân thiện giúp cho chúng ta dễ dàng thao tác hơn, hệ sinh thái phong phú, phân cấp thực sự, tổ chức phi tập trung đó là DAO á. DAO này á, đó là khi mà các bạn nắm được token thì các bạn có quyền được biểu quyết cũng như là tham gia được những cái hoạt động của sàn đó các bạn. Nói chung là khi các bạn nắm được càng nhiều token của Lori Finance các bạn sẽ có nhiều quyền lợi trên đây. Rồi, cái quan trọng nữa đó là cái hình thức là B2B, các bạn có thể giao dịch và mua bán giữa hai nhà phân phối với nhau, hay còn gọi là những cái nhà đầu tư với nhau ha. Ngoài ra thì ở trên Lori Finance còn cung cấp cho các bạn những cái khóa học online giúp cho các bạn nắm vững hơn về cái kiến thức tài chính cũng như là đầu tư tiền điện tử. Và cuối cùng đó là cái ví nè, đó. Họ sẽ phát triển ví điện tử ha, cho các bạn trao đổi giao dịch và mua bán cũng như là dự trữ token nó dễ hơn. Đó. Với cái ví này nó sẽ giúp cho các bạn kiểm soát được cái nguồn tiền của bạn. Còn cái cách kiếm tiền ở trên Lori Finance thì đơn giản thôi. Thứ nhất là chúng ta kết nối ví, thứ hai là chúng ta đầu tư và chốt lãi ha. Trong cái hạng mục đầu tư này nó sẽ có rất là nhiều, ví dụ như là mua bán sinh lời, rồi chương trình stacking, rồi chương trình chúng ta trở thành đối tác B2B các kiểu ha. Thì khi mà nó phát triển app thì chúng ta sẽ vào chúng ta trải nghiệm ha. Ở thời điểm hiện tại thì nó đang gọi vốn ở cái vòng IDO ha các bạn. Đây là một cái đoạn quảng cáo cũng như là cái đoạn giới thiệu về dự án, các bạn có thể vào các bạn xem ha. Và một số cái đối tác của Lori Finance bao gồm là Centix nè, BNB Chain nè, DApp, Get, Met, nó rất là nhiều những cái sàn lớn đó các bạn. Và ở thời điểm hiện tại thì các bạn có thể kết nối ví thông qua ba mạng chính, đó là mạng BTC, mạng Polygon và mạng Atop các bạn. Đó thì mình cũng có kết nối thử nè, thì nó kết nối vào cái mạng là BTC ha. Rồi, nếu như các bạn muốn cập nhật những cái thông tin về về sàn á thì các bạn có thể theo dõi ở Telegram nè, Twitter nè. Nha, đây là hai cái kênh mà chúng ta có thể cập nhật những cái thông tin về dự án Lori Finance. Với Twitter thì ở thời điểm hiện tại nó có hơn 84.000 lượt theo dõi ha các bạn.
Đó. Và cái sự kiện Launchpad gần nhất á là ngày 10 tháng 4 ha. Đó. Cái sự kiện IDO là nó đến ngày 10 tháng 4 các bạn. Rồi, Telegram là cái nhóm chat ha. Bây giờ mình sẽ quay lại cái sự kiện Launchpad này nè. Để xem là mình có thể đầu tư hay cái dự án này có đáng để cho mình đầu tư hay không. Để mình dịch ra tiếng Việt cho các bạn ha. Rồi, thì Lowry Finance là gì thì mình cũng có nói với các bạn ở trên ha. Đây là một sàn phi tập trung. Rồi, loại mã thông báo đó là chạy trên mạng BC hay còn gọi là BEP20 các bạn. Và tổng nguồn cung là 150 triệu token với mã token là G, L và R ha các bạn. Đó, mình dễ đọc là Lowry Finance Token ha cho nó dễ. Vốn hóa thị trường là 300.000 đô và giá IDO dự kiến là 0.8 khi chúng ta mua ha. Chúng ta mua giá IDO là 0.8. Rồi, thời gian staking để các bạn có thể tham gia là vào ngày 4 tháng 4. Bây giờ chúng ta đã qua 2 ngày ở thời điểm hiện tại thì vẫn còn thời gian để chúng ta tham gia ha. Rồi, thì cái lượng mua ở thời điểm hiện tại nó đang gia tăng dần nè. Và sàn đang gọi vốn ở cái vòng Launchpad này ở trên Communitas đó là 125.000 đô. Khi được mở bán á, thì nó sẽ chia ra. Thứ nhất á, là vesting sẽ là 10%, tức là khi mở bán thành công và họ sẽ trả cho những người mua thành công là 10% số lượng token ở lần mở khóa đầu tiên. Được chưa? Sau đó thì họ sẽ one more receipt hả? Họ sẽ trả dần trong 4 tháng liên tiếp và mỗi một tháng như vậy á là 22.5%. Đó. Thì cái lượng vesting nó cũng khá là thấp ha. Thì nếu như mà cái lượng vesting nó thấp á thì chứng tỏ rằng á là sàn họ giữ lại lượng người dùng. Được chưa? Giữ người dùng và đây là token của sàn. Đó. Và các bạn muốn nhận hết cái số token này á thì cứ sau mỗi một tháng ha họ sẽ trả là 22.5%. Rồi, để các bạn tham gia cái chương trình Launchpad trên Communitas á thì các bạn cần phải có được cái số token staking ở trên đây thì chúng ta mới tham gia được ha các bạn. Rồi, để mình dịch lại tiếng Anh đi, tại tiếng Việt nó bị lỗi ha. Rồi, vậy tổng kết lại ha, cái chương trình Launchpad của dự án Lowry Finance ở trên sàn Communitas nó được bắt đầu từ ngày 4 tháng 4 và kết thúc vào ngày 10 tháng 4, cho nên là chúng ta vẫn còn thời gian để chúng ta tham gia ha. Và sau đó các bạn sẽ mua cái lượng token tương ứng với cái số tiền bạn đang có ha. Giá ở thời điểm hiện tại với giá IDO á là 0.8 đô cho một token. Rồi, các bạn muốn mua thì các bạn cần phải có tiền trong ví ha. Ở đây á thì các bạn sẽ nhập cái số tiền mà các bạn muốn mua là bao nhiêu. Nhưng mà ở đây nó sẽ giới hạn ha, là từ 10 đô cho tới là 20.000. Tùy vào cái số vốn của bạn, các bạn có thể mua bao nhiêu cũng được, nhưng mà nằm ở trong cái vùng phạm vi này ha các bạn. Rồi, thì đó là toàn bộ những thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chương trình Launchpad của dự án Lowry Finance, cũng như là chương trình Airdrop của Lowry Finance ở thời điểm hiện tại các bạn có thể tham gia. Và khi mà các bạn mua thành công á thì cái số lượng token mở bán đầu tiên là 10% và số còn lại sẽ được trả đều trong vòng 4 tháng ha các bạn.